Hướng dẫn đăng ký các thủ tục khi mua nhà Vinhomes, phần 1. Đầu tiên, mọi người hãy truy cập vào trang booking apartment-booking.vinhomes.vn. Tại mục đầu tiên thì chúng ta sẽ phải chọn trung tâm giao dịch muốn làm thủ tục. Ví dụ như đây chúng tôi đang muốn đăng ký thủ tục tất toán cho căn hộ ở Vinhomes Ocean Park thì chúng tôi sẽ chọn trung tâm giao dịch bất động sản Vinhomes Ocean Park cao tầng. Sau khi chọn xong nơi thực hiện thủ tục thì chúng ta sẽ chọn loại thủ tục muốn đăng ký ở ngay bên dưới đấy ạ. Ở đây thì là thủ tục tất toán và mua bán nên chúng tôi sẽ kéo chuột xuống và tìm đến phần thủ tục tất toán căn hộ shop cộng nộp hồ sơ làm sổ đỏ. Bấm kế tiếp để chọn ngày và giờ đặt lịch. Trong phần này thì có hai bảng để các bạn có thể chọn lịch làm thủ tục. Bảng bên trái là chọn ngày tháng, bảng bên phải là để chọn giờ còn trống. Các bạn bấm vào từng ngày ở cột bên trái và nhìn sang cột bên phải để kiểm tra xem còn giờ nào còn trống để đăng ký. Bấm mũi tên sang phải tại bảng ngày tháng để chuyển sang tháng tiếp theo. Các ô màu xám không bấm vào được nghĩa là đã ký lịch rồi ạ. Ví dụ ở đây chúng tôi muốn chọn ngày đăng ký thực hiện thủ tục tất toán là vào ngày thứ năm, ngày mùng 10 tháng 3 năm 2022 thì chúng tôi sẽ bấm vào ngày mùng 10 tháng 3 2022 và kiểm tra ở cột bên phải. Thì hiện tại chúng tôi đang còn thấy một số giờ đang còn trống đấy ạ. Ví dụ như đây chúng tôi sẽ chọn giờ đăng ký thủ tục tất toán là vào 4:30 chiều và bấm kế tiếp để thực hiện các bước tiếp theo. Đây là nơi mà các bạn nhập vào những thông tin cá nhân. Các bạn lưu ý là phải nhập chính xác số chứng minh thư, họ và tên tương ứng với mã căn hộ đã đăng ký trên hợp đồng mua bán. Phần email thì các bạn có thể nhập bất cứ email nào mà các bạn muốn nhận thông báo xác nhận từ chủ tư. Phần địa chỉ và thành phố thì không bắt buộc. Tiếp tục các bạn hãy nhập số điện thoại vào. Số điện thoại này thì không bắt buộc phải là số điện thoại mà các bạn đăng ký trên hợp đồng mua bán nhé. Sau khi đã nhập xong thì các bạn bấm kế tiếp để đến bước tiếp theo. Tại phần xác nhận hoàn tất đăng ký này thì các bạn hãy kiểm tra lại thông tin một lần nữa rồi tích vào tôi không phải là người máy và bấm xác nhận. Thông báo xác nhận đăng ký sẽ hiện ra. Chủ tư cũng sẽ đồng thời gửi ngay một email xác nhận đăng ký thành công tới địa chỉ email mà các bạn đã đăng ký ở trên. Trong đó thì có ghi rõ là lịch hẹn, số phòng thủ tục và bàn thủ tục cụ thể.